Và có bạn còn phát biểu: ai em gặp cũng là thầy, ai dạy mình cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thì thầy đó không phải là báu vật. Trong 100 ông thầy mình học trong cuộc đời, mình lọc ra được 5 ông thầy hiền trí, đó mới là báu vật. Nhắc lại ba báu vật này: thầy là cái người đưa đường chỉ lối chúng ta đi, thầy là người trao truyền những chìa khóa quan trọng nhất trong cuộc đời nha. Thầy hiền trí họ trao truyền cho chúng ta những bí quyết đấy, tấm bản đồ cuộc đời của mình là nhờ vị thầy rất nhiều. Không có ông thầy này, cái kim chỉ nam, cái tấm bản đồ mình không nắm được đâu. Nhưng mà cái người song hành với mình suốt cuộc đời lại là nhóm bạn tốt, đúng không? Đấy, nhóm bạn tốt này, bạn đời này, đồng nghiệp nó song hành suốt cuộc đời. Nhóm bạn này chọn nhầm thì thói quen xấu nó xuất hiện, nhóm bạn này chọn đúng thì thói quen tốt nó xuất hiện nha. Và tủ sách hay thì nó có một cái lợi điểm gì? Theo chúng ta 24/24, bất cứ lúc nào rảnh 15 phút nghe được, trước khi đi ngủ nghe được, buổi trưa rảnh rỗi nghe được, chờ bạn bè nghe được, đi học 24/24 là thằng này. Nhưng để đúc kết trở thành tinh hoa lại phải nhờ ông này. Ông này mới giúp mình cái này được, tạo cho mình những cái sợi chỉ đỏ, những cái kim chỉ nam cực kỳ sắc nét là ông thầy. Chứ sách nó không giúp mình được. Sau khi qua mấy cái lớp này rồi thì lúc này mới đúc cái sách nó mới thành tinh hoa được. Còn không, chúng ta đọc sách chứ không hiểu nó đâu. Hiểu sâu không hiểu được đâu. Còn hiểu nó rồi, cố gắng thực hành nó hàng ngày, ông này, nhóm bạn tốt mới giúp mình được. Nhìn vô cái sơ đồ này phỏng vấn được không? Bạn nào làm cấp quản lý này, nhìn vô tam bảo có phỏng vấn được không? Một ứng viên đến gặp, tôi sẽ hỏi: em, 2 năm vừa rồi em đọc sách gì? Xem 2 năm vừa rồi bạn nó có phát triển bản thân không? Một trong những cách phát triển bản thân cơ bản nhất là đọc sách. Hỏi 2 năm vừa rồi đọc sách gì? Kể nghe coi, kể biết ngay bạn người nghiêng về đâu. Mình biết được ngay. Còn nó kể: em chả đọc sách, em toàn luyện TikTok rồi. Rồi TikTok nhiều cái hay lắm, nó đúc hết còn có 1 phút rồi. Thì mình cũng biết bạn ấy đi về đâu, đúng không? Xong mình hỏi tiếp này: 2 năm vừa qua em hay chơi với những người bạn nào? Kể cho anh 5 người bạn thân nhất. 1 tuần, 1 tháng, 1 năm gặp mấy lần và nó ảnh hưởng gì đến em? Cái người đó có đặc điểm gì, nó ảnh hưởng gì đến em? Mình nhận thức. Hình dung à? Xong hỏi tiếp này: trong 2 năm vừa qua, trong 5 năm vừa qua, em có theo học những vị thầy lớn nào không? Bảo không, em chả học ai cả. Em là thầy của em còn chưa xong, huống gì ai là thầy của em được. Đấy. Hoặc là có bạn còn phát biểu: ai em gặp cũng là thầy, ai dạy mình cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thì thầy đó không phải là báu vật. Trong 1.000 cái quyển sách, sách gì cũng là sách hay thì chẳng có quyển gì hay cả. Trong 1.000 quyển sách lọc ra được 30 quyển sách hay, còn đống còn lại phải gác nó sang một bên. Thì người đó là người biết chọn sách. Trong 100 ông thầy mình học trong cuộc đời, mình lọc ra được 5 ông thầy hiền trí, đó mới là báu vật. Còn những người thầy còn lại dạy kiến thức phổ thông thôi. Ở đây có bao giờ các bạn ngồi đây nhớ lại ngày xưa cái ông thầy dạy toán lớp 5 của mình tên là gì, còn nhớ không? Quên gần hết, vài bạn gật thôi. Thế còn nhớ cái ông thầy dạy giáo dục công dân ngày xưa tên gì không? Đấy, cũng quên gần hết, chứ không nhớ được đâu. Thầy phổ thông không nhớ được đâu. Thầy phải là báu vật mình mới nhớ nha.